Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Huy Hí Vlog. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một quán ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để cùng nhau thưởng thức một cái món ăn được gọi là đặc sản ở nơi đây các bạn, gọi là canh sim lo nha. Các bạn đã từng ăn canh sim lo lần nào chưa? Thì quán được đặt tại ấp Trà Lét, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nghe nói nơi đây bán canh sim lo rất là ngon các bạn. Canh sim lo là một cái món ăn gọi là đặc sản của người dân tộc Khmer các bạn. Đó, thì mình đã vào quán rồi, mình gọi ra một cái nồi canh sim lo như nồi lẩu các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ lược về những cái thứ mà có trong canh này các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy trắng trắng đó là măng các bạn. Ở phía dưới thì có lương. Lương này có ớt. Này là ớt. Ớt. Có sả và ớt. Đặc biệt là cái nước canh này chúng ta sẽ có quà bằng vào mắm bột hóc các bạn. Mắm bột hóc để dành nấu bún nước lèo đấy. Nhìn qua cũng na ná như là lẩu mắm thôi nhưng mà hương vị nó rất là đặc trưng các bạn nha. Ngoài ra thì chủ quán còn có tặng thêm hai con cá lóc đã luộc sẵn đấy các bạn. Chúng ta sẽ thả vào bên trong nồi luôn. Cá lóc này là cá lóc đồng các bạn, nên nó nhỏ thôi chứ không có to. Ngoài ra ở đây có một cái món mà không có đâu khác có các bạn, đó là dưa chua làm từ củ cải trắng các bạn. Không biết ướp bằng hương vị gì nhưng mà ăn rất là độc đáo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận cái hương vị nha các bạn nha. Đó, thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các bạn ăn kèm với cái món canh sim lo này, chúng ta sẽ có một cái rổ rau nhìn rất là bắt mắt. Nào là mướp nè, rau bình bát, rau bồ ngót và rau sâm đất nha các bạn. Chúng ta sẽ nhúng vào. Đấy, chúng ta sẽ nhúng đều tay vào. Khi mà rau đã xèo xuống thì chúng ta sẽ rắp ra ăn các bạn. Món ăn này chúng ta sẽ ăn cùng với muối ớt chanh. Ai thích ăn nước mắm mặn thì chúng ta sẽ chấm với mắm mặn các bạn. Cái hương vị cũng na ná như là lẩu mắm nhưng mà đặc biệt là ngon về phần rau các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, rau rất là đẹp luôn, rất là tươi, do chủ quán đi hái về rau đồng các bạn. Ở đó giờ mình cũng ở Trà Vinh nhưng mà mình chưa có thưởng thức được cái món canh sim lo này các bạn. Mình nghe các bạn mình nói ngon thôi, hôm nay có dịp thì mình đi cùng với anh chị em của mình, mình thưởng thức thử. Rồi bây giờ tới chị của mình nếm thử nha bạn. Em không? Ngon hơn à? Đây là phần nước của canh sim lo nha các bạn. Hay con quà mắm bột hóc vào trong nha. Nó như đậu mắm luôn. Giật giật giật. Ăn đẹp lắm. Ăn mẻ. Lương này bự dưới à. Rồi, hai hết, hết hai lên. Thôi, quất. Cẩm. Đúng. Bà làm nữa đi không? Bà làm nữa xe thôi. Mình cho cảm nhận nhé, ngon, rất ngon, rất ngon. Mà rất tiếc không uống được. Cái này là đang nhai miệng một khoảng rất giao. Đó, đúng bài luôn. Sao anh cho cảm nhận đi, sao anh? Nói
chắc nước ngon không? À, vô miếng mồi nè, quay rút miếng dao rồi coi thổi phù phù. À, để anh Nguyên anh cảm nhận cho bạn xem nha. Đây là chim hay là chỉ một cái video. Lần đầu trải nghiệm canh sim lo. Đến đây thì anh em mình cũng đã ăn xong và chuẩn bị lên đường về các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Nếu có dịp mình sẽ tiếp tục thực hiện review những cái món ăn gọi là đặc sản của tỉnh Trà Vinh các bạn. Cho các bạn xem, nhiều khi các bạn chỉ nghe tên món ăn nhưng các bạn chưa biết nó như thế nào thì mình sẽ thực hiện để cho các bạn xem, cho mọi người cùng xem. Xin chào.